Mày giết người cho khổ quá. Cho mày chết luôn được chứ. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi trời ơi. Tự nhiên nhẹ qua mình trả cho lợi sáng cho em. Rồi mai là ngay cái lỗ đó luôn á. Mình có thể. Mình ơi. Gì? Tao quýnh rồi nha. Cái gì đó được, cha đâu, cha cái mình ơi, quay luôn. Cha đâu? Rồi, cha đâu để cho cái mặt nó dẹp xuống đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Giết người diện xấu mà. Tại vì kiểu như mình không có quý mến nhau đó. Hiểu không? Bạn diễn với nhau mà không có cảm thấy hài lòng về nhau đó, nó vậy đó. Yes nè, được không? Cái được nè, được nè, là chết được nè, được không? Được bu nè, là nói nè, để đây nè. Chi? Nói mình nè. Nhấn là hiểu không? Là cái đầu mình sẽ cà, cái đầu nó ý mày. Trong đây mình không quấy thì là cái mặt nó sẽ bị dị dạng luôn, em hiểu không? Nó sẽ mất cười được. Tao nói với bạn người là sao cho mày không làm bạn vậy chứ. Mày giết người cho khổ hả? Mày giết người cho khổ. Cho mày chết luôn được chứ. Được không? Lì luôn. Lì luôn. Xuống 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 xuống. Nhưng mà mình thấy được là hài lòng mà. Mà mình ok mà. Được không ạ? Dạ. Những cái lúc này là những lúc mình tranh thủ tiểu nhân hay ngọt rồi đó. Đây lại coi bên. Ông thùng, ông thùng đâu rồi? Giết người diệt khẩu rồi mà. Giết người diệt khẩu. Cứu tôi. Ây da, Đúng rồi. Che mặt.